Ok mấy ông, thì hiện tại là tôi mới vừa tạo một cái nhóm Discord á, thì trong cái nhóm này thì tôi sẽ dùng để giao lưu và chia sẻ những cái phiên bản menu clean dành cho cái tựa game Go Blog cũng như là Blog Food. Ngoài ra thì những bạn nào mà chưa có cái tài khoản Blog Food á thì mấy bạn có thể vào nhóm để có thể thử vận may ha. Thì mỗi tuần thì mình sẽ dành ra khoảng 2 cho tới 3 buổi để mình rip và quay tặng acc nha mọi người. Thì tặng acc á là mình sẽ tặng những cái acc chẳng hạn như là acc có trái voi, trái kitsune hoặc là trái teret mới nhất luôn ha. Ngoài ra thì mình sẽ tặng luôn những cái phiên những cái thay dùng cho những cái menu VIP luôn nha tất cả các bạn. Thì Discord này thì mình sẽ để dưới phần bình luận game ha. Còn bây giờ thì vào chủ đề chính video thôi. Ok, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Đạt đây. Rồi thì vào ngày hôm qua thì như mọi người có thể biết là ngày 25 tây tháng 12 cũng là cái ngày Noel, cũng là một trong những cái ngày mà cái tựa game Lockwood này nó update lên cái sự kiện mới, đó là cái sự kiện mùa lễ hội Noel nha mọi người. Đó, thì sau khi mà lên cái sự kiện mùa lễ hội Noel này á thì chúng ta sẽ có được thêm một cái event mới, đó là event Noel. Thì cái này á là mình nghĩ là mọi người đã quá là biết rồi, với lại là có thêm một cái trái mới, thì cái này hôm qua là mình đã nói hết trong cái video hôm qua rồi ha. Đó, thì hôm qua là mình có đăng lên cho tất cả các bạn một cái phiên bản menu farm hỗ trợ cho mọi người farm ra kẹo này, với lại là hỗ trợ cho mọi người farm những cái chức năng khác ấy. Thì do có quá là nhiều bạn yêu cầu á là mình hãy tiếp tục kiếm thật là nhiều cái bản menu mà có thể nói là full chức năng đi, với lại là có được những cái chức năng là tự động nhặt hộp quà này, rồi hỗ trợ cho mọi người farm kẹo được các thứ này. Thì nói chung á là do là mọi người đòi hỏi quá nhiều, thì bởi vậy là trong video này thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một cái phiên bản menu mới vừa cập nhật vào đúng vào sáng ngày hôm nay luôn nha mọi người. Đó, menu này á thì nó sẽ có full chức năng cho tất cả các bạn luôn. Những bạn nào mà khó tính á thì mình nghĩ á là mấy bạn cũng sẽ phải chịu sử dụng cái bản menu này luôn. Lý do tại sao? Lý do là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người farm sự kiện gift Noel này, rồi có luôn chức năng là hỗ trợ cho mọi người farm sự kiện kitsune này, và có luôn cái chức năng hỗ trợ cho mọi người farm sự kiện sale event luôn. Đấy mọi người thấy không, nó quá là nhiều chức năng luôn. Thì bản menu đó là bản menu gì thì bây giờ mình sẽ cùng mở lên cho các bạn cùng xem ha. Ok, let's go. Và ok mọi người ơi, thì đây là cái phiên bản menu trong cái video này mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Nó có tên là Rito Hub, thì mình nghĩ là mấy bạn sẽ biết về cái bản menu này rồi, tại vì là từ trước tới giờ trên kênh mình đã rất là nhiều lần review về cái bản menu này rồi. Nhưng mà vào sáng ngày hôm nay thì nó đã đổi qua cái script khác, với lại là nó cập nhật thêm hầu hết là những cái chức năng mới luôn nha mọi người. Thì như tất cả các bạn có thể thấy nè, khi mà mấy bạn vào là chúng ta sẽ có một cái giao diện rất là đơn giản luôn, nhưng mà đặc biệt ở một chỗ thì mọi người vào cái phần home này cho mình ha. Thì đó là bản menu này, lý do mà tại sao mình chọn nó hôm nay để mình gửi đến cho tất cả các bạn. Tại vì đây mọi người có thể thấy nè, thì đối với lại cái bản này á, nó làm rất là chi tiết luôn ha. Nó làm riêng một cái phần là Merry Christmas Event cho tất cả các bạn luôn. Thì ở đây nè, chúng ta sẽ có cái phần là Auto Collect Gift nè. Đây, cái phần Auto Collect Gift này có nghĩa là khi mà mọi người bật lên, đó, mọi người bật lên thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển tất cả các bạn lại cái đảo farm sự kiện mới nhất, đó là cái đảo kẹo nha mọi người. Ở bên sao 3 thì nó là đảo kẹo, còn ở bên sao 2 là cái đảo gì á mình quên rồi. Đó, thì đối với lại cái chức năng auto collect gift này á thì là nó sẽ tự động nhập hộp quà cho mọi người ha. Khi mà có cái sự kiện hộp quà diễn ra, nếu mà có hộp quà đó là nó sẽ tự động nó nhập cái hộp quà cho tất cả các bạn luôn. Mấy bạn thấy ok không? Còn cái auto farm candy ở đây á có nghĩa là khi mà mọi người bật lên là nó sẽ tự động nó đi farm kẹo cho tất cả các bạn ha. Đó, cái bản này á nó chu đáo, cực kỳ chu đáo luôn mọi người ạ. Tại vì á nó mới vừa update thêm cái phần Christmas event này, thì bởi vậy á là mình mới tiến hành mình vào để mình test cho tất cả các bạn ha. Rồi, thì ngoài ra thì ở dưới thì chúng ta sẽ có những cái chức năng khác, chẳng hạn như là về cái phần sale event này thì chúng ta sẽ có là auto farm Leviathan với lại auto farm Aerosat nha mọi người. Đó. Ngoài ra thì ở dưới nữa thì sao? Đây, ở dưới nữa thì nó hỗ trợ cho mọi người farm đảo Kitsune luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là nhiều chức năng luôn nha tất cả các bạn. Mặc dù á một cái bản menu này thôi nhưng mà nó rất là nhiều chức năng ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đây mình cho mọi người xem cái cách mà nó hoạt động nè. Đó. Thì đối với lại cái chức năng này á thì đây mọi người hay thấy đó là nó sẽ tiến hành nó lại đây, nó đứng nó đợi nè, nó đợi mà chừng nào mà theo kiểu là cái hộp quà có ra là nó sẽ tự động nó đi nhặt cái hộp quà cho tất cả các bạn ha, rất là ngon luôn. Đó đó, thì nói chung á là về chức năng auto collect gift này là nó sẽ tự động nó nhặt gương nha, nó nhặt cái hộp quà chứ. Còn chức năng auto farm candy này thì mọi người bật lên là nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người đi tiến hành đánh những cái con quái để farm ra kẹo nha mọi người. Thì cái bản menu này á thì hiện tại á là một trong những cái bản menu có thể nói là update cái sự kiện event này rất là nhanh luôn ha. Đó, và ngoài ra thì ở đây á chúng ta sẽ có cái phần là auto đổi quà nữa nè. Đấy, chẳng hạn như mọi người farm ra được bao nhiêu kẹo á thì mọi người có thể dùng cái số kẹo đó để mọi người đổi những cái này ha. Chẳng hạn như là 250 kẹo thì chúng ta sẽ đổi được cái hat này nè. Đó, mọi người chỉ cần chọn vào rồi mọi người tích vào là buy select thì nó sẽ tự động nó mua cái ở trên ha. Đấy, ngoài ra thì có auto farm sale event đồ cái thứ là rất là nhiều chức năng luôn nha tất cả các bạn. Ngoài ra thì đối với lại bản này thì về cái phần player thì nó vẫn hỗ trợ cho mọi người đi PVP nè, hỗ trợ tự động nâng chỉ số này, hỗ trợ dịch chuyển full đảo luôn nha tất cả các bạn. Đó, hỗ trợ dịch chuyển full đảo full sale luôn, rất là ngon cho tất cả các bạn nào mà đang sử dụng ha. Rồi, phần Dun R dùng để treo rai này, và phần David Food thì dùng để random trái nha tất cả các bạn. Thì đối với lại bản này thì nó sẽ có rất là nhiều trái ha. Đó, rất là nhiều trái cho tất cả các bạn chọn luôn. Đây, đó, rất là nhiều ha. Phần shop, phần order và cuối cùng là phần này là dùng để đổi cái giao diện ha. Đó, mọi người thấy không? Quá là tuyệt vời luôn nha tất cả các bạn. Rồi, thì đây mình sẽ cho tất cả các bạn xem về cái cách mà nó farm nè. Thì mọi người chỉ cần bật cái farm candy lên thôi thì nó sẽ tự động nó tiến hành nó đi farm ha. Bản này thì farm candy rất là mượt nha tất cả các bạn.
Đó, mọi người thấy không, nó đang farm nè. Đây thì farm xong thì chắc chắn rồi là nó sẽ ra kẹo nha. Đó, thì nói chung á là về cái chức năng farm á, chủ yếu là trong video này mình muốn test cho mọi người về cái chế độ mà farm candy thôi. Tại vì farm candy là cái farm mới nhất, là farm kẹo ha, để mọi người có thể sử dụng kẹo mọi người đổi ra được những cái phần quà khác. Rồi, đó, farm ra kẹo rất là nhiều luôn nè mọi người. Đó, farm ra kẹo rất là nhiều luôn ha. Đó, bạn này. Thì nói chung á là đó là những gì mà trong cái video này mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like, subscribe và nhấn vào chuông ủng hộ cho kênh mình ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã đón xem video này. Chúc cho mấy bạn farm được thật là nhiều kẹo cũng như là nhận được thật là nhiều phần quà trong cái góc phút ha. Rồi, thì ngoài ra thì hiện tại là trên kênh mình đang có những cái sự kiện giúp và quay tặng ăn rất là ngon. Thì bởi vậy mấy bạn có thể vào cái nhóm Discord của mình ha. Còn bây giờ thì bye bye tất cả mọi người. Bye bye.